Mèo có lưỡi rụt à? Đang làm gì đấy? Hôm nay anh muốn vỉa vào cái lưỡi rụt của em. Mình gặp nhau nhá. Em không muốn gặp anh. Nhưng mà anh bảo anh tặng em iPhone xong bây giờ anh không tặng được. Anh là một thằng chó hay có phải là một loại người hay một loại gì? Anh đang lừa em à? Địt mẹ con mặt chốc tay rơi đổ của tỏi này. Tao hỏi thật mày nhá. Bây giờ mày muốn gì? Chả muốn gì cả. Mày bảo mày 12 tháng này mày mua tặng sao tao, xong bây giờ mày lại nói liên thuyên, mày bảo mày không tặng được, mày đi qua nhà nghỉ mày rủ tao trông vào để trông bố nha mày à. Thì con mẹ mày nữa. Cái con lưỡi rủ này mẹ à mày, hôm nay mày đi mày ngồi so mày cứ cọ cái vành hầu của mày vào lưng tao, chẳng nhẽ tao không biết ý à? Mày à, mày chịch xong mày đòi chịch xong xong rồi mày còn đòi hỏi mua iPhone thì mày đang lừa tao rồi đấy. Mày câm miệng cái mồm mày vào đi. Con mẹ mày lừa. Mẹ mày thấy tao vỉa hầu mày rồi mày không công nhận à? Mày phải công nhận chứ. Mẹ mày lừa, mày đã chịch tao chưa? Chưa chịch mày mà tao hứa tao mua cho mày iPhone. Mày không nhớ hôm ấy tao vụt cho mày bê lồn chạy quanh đầu giường à? Mày chỉ chết vì chịch nhau thế thôi à? Mày à con môi thơm này, sao mày ngu thế? Tao hỏi mày, mày sống không chịch thì mày sống làm gì? Bảo sao lâu mày không chịch mà xem hầu của mày nó quắt slide lại. Hầu đéo quắt thu lu bé tí như ô mai cuối lọ, như mơ thái cuối lọ ấy. Có thích iPhone không? iPhone ngó nhá. Ngu. Sao tặng ta iPhone xong bây giờ mày chết đuối chất đấm đâu rồi? Bây giờ mày mà không chữa được bệnh, ta mong mày không chữa được bệnh mày chết con mẹ mày đi. Bệnh gì? Mẹ mày, nếu mày bị vươn màng túi cho mày chết mẹ mày đi. Con mẹ mày. Mẹ. À thằng ấy bị viêm màng túi à? Vâng. Viêm màng túi là gì? Em không biết. Nó bảo là nó bị viêm. Mày bảo mày viêm màng túi còn gì? Mày viêm màng túi tao mong mày nha. Mày không chữa được bệnh mày chết mẹ mày đi. Mày chữa khổ mày chết đi. Mẹ mày. Tức quá cả tao hết cả rồi. Em tao không ngủ được về mày nữa đâu. Nó là bị viêm à? Vâng. Mẹ mày, mày đâu rồi? Mẹ mày, sao mày ngu thế? Mày nói mày không biết bệnh viêm màng túi là bệnh gì à? Mày có thấy các mẹ trẻ mày bên cạnh cười đang cười mày không? Sao mày ngu thế? Hả? Mày mới là con bị bệnh ý con ạ. Mày có nhớ lúc mà tao đang ở mày đang cọ sát vào với nhau không? Bố mày đang nhấp mày thì tự dưng mày giật thì tự dưng sờ mày cứ nhói một cái, mày biết mày bị làm sao chưa? Mẹ mày, hóa ra mày bị trĩ à? Mày có biết mày bị trĩ không? Tự dưng mày lòi ra cái đuôi, tao tưởng đuôi con chuột chạm vào cái mày lẩy cả người lên. Không, bây giờ mày mới là con bị bệnh ý, con chó ngu ạ. Bố mày bị bệnh viêm màng túi từ lâu rồi. Mày hỏi các mẹ mày xem bệnh viêm màng túi là bệnh gì? Ngu như con chó ấy. Bố con môi thầm ngu lắm con ạ. Cái bệnh viêm màng túi là bệnh gì vậy hả? Em không biết, em đã hỏi nó thì nó lại nói chống lại sang chỗ khác. Em mẹ mày nữa, bây giờ tao hỏi mày bệnh viêm màng túi là bệnh gì? Mày nói tao nghe xem nào. Bệnh viêm màng túi là bệnh gì? Mày giải thích tao đi. Thằng kia. Con mẹ mày nữa, mày vừa nhắn tin Zalo cho tao, mày bảo mày bị viêm màng túi. Tao hỏi mày là mày viêm màng túi à? Vì sao? Tao không biết viêm màng túi là gì. Mày không trả lời. Viêm màng túi thì bây giờ đang xin chị để chữa đây. Sao mày ngu thế? Với cả bố mày góp tiền để cho mày đi độ đại loa. Bạn à mày, loa của mày bỏ ra trông như cái quả, như cái bánh rán mini ấy. Cả giọng máu lồn tao, giọng như cái nước lồn tao chảy ra. Mẹ mày nữa, giọng ngu như một con chó ấy. Bố mày chỉ cho mày không ra đâu mà đâu thì mày ngu như một con chó ấy. Hưng ơi là Hưng, con mẹ mày. Con mẹ mày ạ, con mắt trắng môi thâm da thanh bình ạ. Bố mày không nói chuyện với mày ở đâu, con mất dậy. Cút con cụ mày đi. Hầu thì quắt, bố con hầu quắt.